Đây là những hình ảnh cảm động mà chúng tôi ghi được tại đồn biên phòng Bình Minh. Một lớp học đặc biệt do đơn vị và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Minh tổ chức tại một phòng kho được trưng dụng với đều đặn 2 buổi một tuần, từ 14 giờ đến 16 giờ các ngày thứ Tư và thứ Năm. Người thầy đang đứng lớp là một người lính mang quân hàm xanh, Thượng úy Lê Văn Chính. Xuất phát từ hoàn cảnh gia đình này thì tất cả các em ở đây, lớp học này là các em học sinh là trường hợp đặc biệt. Thứ nhất là khuyết tật về trí tuệ, thứ hai là khuyết tật về chân tay. Nên là một vấn đề cực kỳ là khó khăn trong vấn đề dạy học. Lớp học đi vào hoạt động từ đầu tháng 11 năm 2018. Ban đầu có 8 em trên địa bàn xã Bình Minh. Đến nay, lớp học nhận dạy thêm 2 em ở xã Bình Đào và Bình Hải. Do trước đây không có điều kiện tiếp cận với con chữ, nên việc phát âm của nhiều em còn chưa rõ. Tuy nhiên, cũng có em tiếp thu rất nhanh, không kém gì học sinh bình thường. Riêng về lớp học này, hội không những mà tâm huyết, mà đây là cũng là một nhu cầu thiết yếu của tất cả các có bậc phụ huynh mà có con em khuyết tật đến với lớp học. Và đặc biệt là thầy ở đây là các đồng chí ở đồn biên phòng cũng như là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Chúng tôi đã phân chia cái lịch học mà trong đó là Hội Phụ nữ xã cũng như đồn biên phòng để các đồng chí đứng cánh và truyền dạy các cháu hàng tuần trong 2 buổi. Thì cơ bản lớp học rất là hiệu quả. Mặc dù là lớp học tình thương, nhưng cơ sở vật chất được trang bị khá đầy đủ. Lớp học có thời gian biểu cụ thể. Các em đến lớp còn được hướng dẫn các kỹ năng sống như sinh hoạt tập thể, hát múa các bài nhạc thiếu nhi, trang bị những kiến thức cơ bản cho cuộc sống hàng ngày. Vì qua cái lớp học và mà tình thương của bên phụ nữ và cái đồng phòng tổ chức thì tôi thấy cháu thì nhờ nó có một cái là trong những ngày đi học về thì nó có tâm lý nó thoải mái hơn. Và thì hình như cuộc sống tiếp xúc với bạn bè ở bên ngoài nó cũng có cảm cái được vui vẻ. Thì cái mô hình này nó mặc dù là nó ít người nhưng mà rất khó để làm, chỉ có những người có tâm huyết, những người mà luôn hướng về cái trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật thì mới làm được. Thì từ cái ý tưởng đó thì chủ Hội Phụ nữ đến thăm do thì mình hưởng ứng đồng tình rất là cao. Thì cái mô hình này thì bây giờ là từ những cái em mà không biết nói, không biết đọc, không biết chữ thì bây giờ các em cũng đã thuộc lòng những cái bảng chữ cái và đặc biệt là những con số từ 1 tới 10 các em cũng đã biết, đã tiếp cận được thì mình thấy cái mô hình này rất là hiệu quả. Để duy trì hoạt động của lớp học, bên cạnh sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, đồn biên phòng Bình Minh đã có sáng kiến xây dựng hũ gạo tình thương, tiết kiệm mỗi tháng 300.000 đồng hỗ trợ các em học tập. Ngoài phân công cán bộ giảng dạy, đơn vị còn tổ chức đưa đón các em không có người đưa đến lớp. Và cứ như thế, ngày qua ngày, những đứa trẻ thiếu may mắn đã dần biết đọc, biết viết con chữ, được biết đến thế giới bên ngoài nhờ sự kiên trì, tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm của những người lính mang quân hàm xanh.